Vào chiều ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Chính quyền Nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã tổ chức lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma thuộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, Ái Điểm thuộc huyện Ninh Minh, Quảng Tây. Như vậy, tỉnh Lạng Sơn đã có 12 cửa khẩu chính thức thông thương với Trung Quốc. Phó Bí thư khu ủy Quảng Tây Tôn Đại Vĩ cho biết, Việt Nam là đối tác lớn nhất của tỉnh Quảng Tây, khi kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên chiếm tới 30% kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Tiến sĩ Trần Công Trục, Nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ cho biết quan điểm về việc Việt Nam mở thêm cửa khẩu mới sang Trung Quốc. Vấn đề quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc ấy, trong thời gian vừa qua là nó có cái, chúng ta biết ấy, là nó đi theo cái đường tiểu ngạch nhiều, tức là buôn bán không chính ngạch. Do đó là những hàng kém chất lượng, người hàng có những nguy cơ gây ô nhiễm các thứ tuồn vào những cái đường tiểu ngạch. Vì các bạn hãy biết như là trên đường biên giới thì nó nhiều cái con đường mòn chứ không phải đi qua cửa khẩu, cho nên cái việc mà mở thêm các cửa khẩu chính đó, quốc tế đó là chính là cái biện pháp để mà nhằm quản lý được cái việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước cách nó chính quy, chặt chẽ, nó đảm bảo cái tính an toàn trong thương mại đấy. Việt Nam hiện có xuất nhập khẩu tiểu ngạch với ba nước Lào, Campuchia và Trung Quốc, trong đó giao thương với Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn nhất, được đánh giá một phần là do Việt Nam có đường biên giới kéo dài 7 tỉnh với Hoa Lục. Tuy nhiên, việc buôn bán qua đường tiểu ngạch với Trung Quốc từ lâu đã bị các cơ quan chức năng cảnh báo vì những hệ lụy không thể lường trước được, chẳng hạn như thương lái Việt bị lật kèo, ép giá do không có hợp đồng chính thức với đối tác Trung Quốc. Trong khi phía Trung Quốc lại chỉ muốn mua hàng của ta qua đường tiểu ngạch do được phía họ giảm 50% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với phương thức này. Hiện Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Hoa Kỳ, tuy nhiên phần lớn qua đường tiểu ngạch. Việt Nam bấy lâu nay vẫn loay hoay tìm kiếm những biện pháp để hạn chế hình thức thương mại này với quốc gia kế bên. Đối với tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể, thì việc mở thêm cửa khẩu với Trung Quốc cũng có một số lợi điểm. Tôi nghĩ rằng giữa các nước láng giềng với nhau, nếu mà cái mối quan hệ thông thương nó được thông thoáng, tạo thuận lợi cho người dân thì là điều tốt, chứ không phải là cái chuyện phải lo là hàng Trung Quốc họ tràn sang rồi gây khó cho các cái doanh nghiệp Việt Nam. Cái điều đấy nó có thể xảy ra chừng nào mà như vậy là gì, là chúng ta không có tuân thủ những cái quy tắc bình thường của các cái biên giới mà để cho hàng lậu nó qua thì lúc đó mới có vấn đề. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích này, ông cũng đưa ra lời cảnh báo cho cơ quan chức năng Việt Nam. Còn cái việc mà nền kinh tế Việt Nam nó phụ thuộc vào Trung Quốc thì lúc đó là mình phải tự hỏi mình và những cái chính sách của chính phủ Việt Nam làm sao để cho các cái doanh nghiệp Việt Nam nó phát triển lên để nó có thể cạnh tranh với các cái doanh nghiệp Trung Quốc, hoặc là bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tự thay đổi với mình thì lúc đó mới chứ bế quan tỏa cản sợ mà không mở mang thương mại ra thì tôi nghĩ là còn dở hơn nữa. Các chuyên gia trong và ngoài nước bấy lâu nay đã nêu ra thực tế là nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phụ thuộc sâu vào Trung Quốc, từ việc xuất nhập khẩu nông sản cho đến các dự án cơ sở hạ tầng triệu đô. Trong khi phía Việt Nam luôn chịu nhiều thiệt thòi, rủi ro trong quan hệ đối tác kinh tế với Bắc Kinh, thì hai nước còn đang vướng vào tranh chấp chủ quyền biển đảo, tiềm ẩn khả năng tác động đến quan hệ kinh tế. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ hiện đang sống ở Na Uy nói với chúng tôi. Việt Nam nên có một cái chính sách kinh tế để mà độc lập với chính mình, để có sự độc lập tự do cho Việt Nam và để mà có sự phồn thịnh cho cái tương lai Việt Nam đó, thì mình không thể nào mà
phụ thuộc quá lớn vào nền kinh tế của Trung Quốc, và mình khi mà bị phụ thuộc vào họ thì mình không thể độc lập được, và nó có cái sự không thể độc lập được, nó trở thành một cái đòn bẩy để Trung Quốc nó có thể là áp lực với chính mình, áp lực với đất nước mình và gây ảnh hưởng về về an ninh, về quốc phòng, về cái sự phát triển của đất nước mình sau này. Trong 6 năm qua, kể từ năm 2013 cho đến hết quý 1 năm 2018, Việt Nam đã thâm hụt nặng nề hơn 150 tỷ đô la khi làm ăn với Trung Quốc, theo số liệu của Bộ Tài chính. Theo đó, Việt Nam đã chi 250 tỷ đô la để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc, nhưng ở chiều ngược lại, Việt Nam chỉ xuất khẩu được trị giá hơn 100 tỷ đô la. Một trong những lý do được Bộ Tài chính đưa ra đó là Trung Quốc bán cho Việt Nam những mặt hàng đắt tiền như máy móc, điện, phân bón, than, nguyên liệu thuốc lá, trái cây tươi, vân vân. Trong khi đó, Việt Nam xuất chủ yếu sang Trung Quốc các sản phẩm giá trị thấp như cao su, nông sản, sắn lát, gạo, trái cây và gỗ. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng việc mở thêm cửa khẩu sẽ thúc đẩy thương mại Việt-Trung, nhưng nếu thiếu những chính sách hợp lý thì sẽ làm gia tăng tình trạng thâm hụt mậu dịch, hay nói cách khác, thâm hụt thương mại sẽ tỷ lệ thuận với số lượng cửa khẩu với Trung Quốc.